Tiếp theo em sẽ giới thiệu về những cặp loa mini Bookshelf thương hiệu Victor và Aiwa. Thì đây là những cặp loa mini Bookshelf hàng nội địa Nhật. Em bán ra đảm bảo nguyên bản, nguyên zin, do số lượng nhiều em không có làm clip test từng cặp cho các anh nghe được. Nên em quay chung như vậy, khi cái nào mà các anh chuyển tiền cho em xong thì em sẽ gửi vào Zalo các anh một cái clip test chất lượng âm thanh của cặp loa này nha. Hàng bán ra đảm bảo nguyên bản nguyên zin, ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Có mấy trăm ngàn nên canh vui lòng chuyển đủ giúp em không CD. Còn khi mà canh nào mua nhiều á, mua 1-20 cặp á, thì cọc 50% cho em cũng được. Với những cái cặp loa như vậy, canh nào mua sỉ, mua nhiều về bán lại, em sẽ để cái giá lỗ dưới giá vốn cho em luôn, của em luôn cho canh về sử dụng nha. Thì bây giờ mình nói về cặp loa đầu tiên là Victor Jack 11, giá bán là 600.000, lo 3 đường tiếng, bass là 10 cm, chiều cao là 25 cm và chiều ngang là 15 cm một lo. Công suất của nó là 30W một thùng, phải không Thành? 35W một thùng, 70W một cặp. Tiếp theo là Victor Jack 7, công suất như nào em? 35. Cũng là 35W, nó công suất và chiều cao nó bằng với Z11, giá 600.000 luôn. Ở đây em có 1, 2, 3, 3 cặp Victor sắc 7. Chiều cao của lo 25cm, chiều ngang là 15cm, công suất 35W một thùng, trở kháng là 6 ohm. Em có 3 cặp Victor sắc 7 và 2 cặp lo Victor sắc 11. Hàng nội địa Nhật, nguyên bản, nguyên zin. Tiếp theo... đây là một cặp loa giá bán là 500.000. Model Model của nó là Victor GM70. Công suất là 40W trên một cặp, tức là 20W một thùng, giá bán là 500.000. Các anh lưu ý khi mua loa bên em á, mua một cặp là giá như vậy, từ 2 cặp trở đi thì mình được giảm 100.000 trên một cặp nếu chuyển đổi. Thay vì bây giờ 500.000 một cặp mà anh mua 2 cặp thì còn có 800.000 à. Hai cặp chỉ 800.000 thôi, còn ba cặp thì mình bớt tiếp. Một cặp thứ hai trở đi bớt 100.000, mua 10 cặp thì bớt 1 triệu. Vậy thôi. Mua 20 cặp thì bớt 2 triệu, tức là một cặp gì em bớt 100.000 cho mình. Đây là một cặp loa Victor mà không phải Victor luôn, không thấy thương hiệu gì hết nha, giá bán là 300.000. Em sẽ quay mặt sau cho mình nè. Không, em chỉ thấy cái model của Nhật, cái tên tiếng Nhật vậy thôi, không có thương hiệu gì hết nên giá bán là 300.000. Còn về góc cạnh của loa, em đảm bảo các anh khỏi chơi đi, góc cạnh đẹp, không gì để chơi hết. Ship hàng toàn quốc nha. Số điện thoại bên em là 0931008099, gọi đến số này để em tư vấn cho các anh chọn một cặp loa Bookshelf ưng ý để mình nghe nhạc cho phòng 20-25m². Đây là một cặp loa Victor mà mặt ngoài là ốp nhôm luôn, ốp nhôm xước, trep là trep đơm. Bass là 10 cm, model là Victor MD1, công suất là 24W một lo, 48W trên cặp lo, chiều cao là 24cm nha. Tiếp theo đây là một cặp lo Victor giá bán là 350.000. Victor model là Victor V10, công suất là 26W một thùng, 52W trên cặp lo, chiều cao của lo là 23cm, giá bán là 350.000. Đối với những cái thương hiệu trong của Nhật á, mà thương hiệu Victor nó riêng á, thì chất lượng âm thanh của Victor lúc nào cũng vậy, nịnh tai, dễ nghe, chất lượng, bass chép đều đầy đủ hết nha. Nãy giờ mình nói về những cặp loa Victor thì bây giờ em sẽ nói về những cặp loa Aiwa. Đầu tiên đây là cặp loa Aiwa, em bán là 500.000. Cái gì cũng có lý do nó hết. Đây là một trong những cặp loa Aiwa rất hay, rất là gọn, chiều cao là 16cm thôi, cực kỳ nhỏ gọn, làm thay lo vi tính, làm thay lo tai hoặc là làm lo xe hơi đều được. Chất lượng âm thanh thì khỏi bàn cãi, trep là trep đơm. Giá bán của nó là 500.000, model của nó là Aiwa LM77. Tiếp theo đây là cặp loa Aiwa, giá bán cũng là 500.000, trep là trep đơm. Bass của nó là 10cm, model là Aiwa LM88. Không có ghi công suất ở trên lo nha. Aiwa thường sẽ không ghi công suất trên lo. Đây là một cặp lo
mini mà lưới nó không tháo được, giá bán là 350 cặp, có hai màu, màu trắng và màu xanh, model là AYMT22, hai cặp như vậy, chiều cao của lo là 25 cm. AYMT22 có hai cặp, một cặp màu xanh, một cặp màu trắng, giá bán là 350.000. Đây AYMD210, M510, cặp loa này giá bán là 500.000, một trong những cặp loa Aiwa mà Can không thể bỏ qua. Bass của nó lên tới 13 cm luôn. Giày trep là chép đơm, một trong những cặp loa hay của thương hiệu Aiwa, giá bán là 500.000. Chiều cao của loa cũng là xem 25 cm và chiều ngang là 15 cm nha. Cuối cùng đây là một cặp loa Aiwa giá 350.000. Model là Aiwa M50, lưới loa không tháo được. Chiều cao của loa là 24 cm, chiều ngang là 14 cm. Cặp loa này không ghi công suất trên loa, giá bán là 350.000. Thì cái này 500.000 này thì mình có hai cặp giống hệt em giới thiệu nữa nha. Và cuối cùng đây là cặp loa mini đại, bass là 14 cm, chiều cao của loa là 30 cm, công suất của nó là 50W một thùng, 100W trên cặp loa, giá bán là 1.000.000. Victor MX55MD cặp loa nha. Tiếp theo bên đây là loa sáp CX9 sáp CX8, bass là 12 cm, trep là chép đơm, giá bán của nó là 600.000. Cuối cùng đây là một cặp loa Fuse của Nhật, không thấy ghi công suất trên loa, loa 3 đường tiếng như vậy, thiết kế ngoài mặt tiền như vậy, giá bán là 350.000. Đây là những cặp loa hàng Nhật hết nha. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, nhận hàng tại nhà, chuyển đủ hoặc chuyển cọc thì em mới ship hàng. Cái nào mua hàng mà mua nhiều á thì em sẽ tính giá đẹp cho mình. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cái nào mua thì cứ liên hệ 0931008099, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các anh chọn được cặp loa bookshelf ưng ý để mình sử dụng dịp Tết này nha. Còn các anh càng xem hình ảnh thì cứ vào Zalo đi, em gửi hình ảnh cho mình xem trước khi mình chốt hàng, và sau khi nhận tiền thì em sẽ gửi cái clip test nhạc chất lượng âm thanh vào Zalo cho mình nghe.